Mới đây, diễn viên Đình Tú đã chia sẻ một đoạn clip với chủ đề Hoàng Duy, Vân Trang cùng con trai khiến fan náo loạn cứ ngỡ đây chính là happy ending của Thương Ngày Nắng Về. Thế nhưng thực tế đây là một giáp mà Đình Tú, Minh Huyền cùng nhau tham gia gần đây. Với sức nóng của bộ phim Thương Ngày Nắng Về, tên tuổi của Minh Huyền Đình Tú cũng trở nên nổi tiếng hơn và mang lại cho họ nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng. Đoạn clip ghi lại hậu trường một buổi chụp hình của Minh Huyền, Đình Tú. Không còn hình ảnh boss Vân Trang lạnh lùng trong phim, Minh Huyền khi ở hậu trường đã xuất hiện với hình ảnh cực ngọt ngào, trẻ trung. Cô diện những trang phục tươi trẻ, mềm mại hơn hẳn phong thái chị đại trong Thương Ngày Nắng Về. Trong khi đó, Đình Tú trông cũng trẻ trung, sành điệu hơn anh chàng Hoàng Duy Rickit nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Nhìn những hình ảnh này, fan cũng mong Thương Ngày Nắng Về sẽ có một đoạn kết tương tự. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.